Chào mừng các bạn đến với nhà đất Hoàng Vinh, nơi giới thiệu nhiều lô đất giá rẻ tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Vâng, nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại dẫn các bạn đi thăm review một căn nhà đất tại cung đường Võ Thị Sáu, ngay trung tâm thị trấn Măng Đen. Thì bên đây là khu tượng đài, khu của thị trấn này. Còn bên phía tay trái thì đó là cái hồ du lịch các bạn ạ. Thì căn nhà này nó sẽ nằm gần cái hồ du lịch này các bạn nhé. Thì rất là đẹp các bạn ạ. Thì người ta cũng có cái câu rồi các bạn ơi. Các bạn luôn luôn nhớ cho tôi cái câu là nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ các bạn ạ. Thì căn nhà này nó sẽ gần gắn với lại cái câu là nhị cận giang, tức là phía trước là nó có cái hồ các bạn ạ, có nước. Đấy. Lưng thì tựa vào sườn núi. Đấy. Mặt thì ngửa ra hồ, hết sức thông thoáng. Thì Măng Đen, thị trấn Măng Đen, nó được hay còn gọi là khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen các bạn ạ. Nơi đây gọi là thiên đường nghỉ dưỡng các bạn. Hiện nay rất nhiều các anh chị em các bạn tại những thành phố lớn đang đổ xô về đây để chúng ta tìm kiếm cho mình những căn nhà, những mảnh đất, những mảnh vườn, những mảnh rẫy để làm nhà, làm nơi nghỉ dưỡng. Thì khí hậu quanh năm là mát mẻ, không khí hết sức trong lành, thiên nhiên thì còn rất hoang sơ, còn rất nhiều cây rừng, ngay cả những rừng thông, rừng trồng, và bên cạnh đó là rừng nguyên sinh các bạn ạ. Có hệ thống sông, suối hết sức nguyên sơ, đặc biệt là có những hệ thống thác nước cực kỳ đẹp. Đây các bạn này, chúng ta sẽ hướng mắt mình sang bên phía tay trái của tôi, thì các bạn sẽ thấy một cái hồ. Đây là cái hồ du lịch các bạn nhé. Hồ du lịch ngay tại trung tâm thị trấn luôn. Thì cái hồ này mới được hình thành hơn một năm nay. Đấy. Thì sau này cái khu trước mặt các bạn đây này thì sẽ phân lô ra để bán gọi là đất biệt thự các bạn ạ. Cứ một lô đất biệt thự ở cái khu này chuẩn bị đấu giá là khoảng 400 m². Đây. Chúng ta thấy cảnh sắc hết sức là thiên nhiên luôn. Thì cung đường này cũng mới được hình thành, hiện nay thì đang hết sức là đẹp để dành cho các anh chị các bạn đi tập thể dục các bạn ạ. Đấy, sau này những căn biệt thự mọc lên ở đây thì khu này sẽ hết sức là tấp nập, sôi động, là một nơi đáng để sống các bạn ạ. Nếu chúng ta đã chán gọi là cái cảnh phồn hoa đô thị, chúng ta muốn tìm về cái sự bình yên, sự tĩnh lặng, tìm về với thiên nhiên, với cây cỏ, với hoa lá, đấy thì các bạn hãy lên đây. Đây, chúng ta nhìn thẳng lên thì chúng ta sẽ đến với lại tỉnh lộ 676 các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ rẽ vào đây các bạn. Đây là cung đường Võ Thị Sáu các bạn nhé. Thì con đường Võ Thị Sáu này nó sẽ song song với lại tuyến tỉnh lộ 676. Dân cư thì san sát, hàng xóm thì thân thiện các bạn ạ. An ninh trật tự đảm bảo, đất đai là hoàn toàn là đất thổ cư. Khi mua đất ở đây thì các bạn yên tâm, không lo vấn đề quy hoạch hay là không lo vấn đề sổ sách, yên tâm các bạn ạ. Đây, nó tọa lạc là căn nhà số 158 đường Võ Thị Sáu các bạn nhé. Thì các bạn cụ thể thì số điện thoại cũng như là chủ của chủ nhà thì ở trên cái bảng này. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp để chúng ta gọi là liên hệ để mua. Thì theo thông tin anh Hoàng được biết thì hiện tại là lô đất này là rộng 7 m, chiều sâu là 21 m. Đấy các bạn ạ.
Và chính chủ muốn bán ra với cái giá là khoảng 2 tỷ 2 các bạn nhé. Đấy, do cái địa thế đẹp cho nên là giá bán nó có cao hơn so với lại một số những cái căn nhà mà trên cái hoặc là những cái lô đất ở trên cái cung đường này. Bên cạnh thì có nhà rồi. Đấy, hiện tại thì trên đất thì có nhà cấp 4, các bạn cũng chỉ việc xách vali vào và ở thôi. Có chỉnh sang thì một chút thì cũng được. Đấy, trước mặt là cái hồ này các bạn này, đấy. Đấy, trước mặt nhìn ra hồ hết sức thông thoáng và cụ thể đối diện thì đây là quán cà phê Mộc Lan. Ngay đối diện quán cà phê Mộc Lan các bạn nhé. Mộc Lan hay là Ngọc Lan rồi đó các bạn ạ. Thì bên cạnh đây thì lô đất này nó vẫn còn cái lô đất trống đó các bạn ạ. Các bạn có thể tận dụng để trồng rau nuôi gà gì đấy khi người chưa có chủ mua. Đấy, các bạn ngắm thêm nhé, các bạn ngắm thêm căn nhà. Rồi anh Hòa cũng xin chào mọi người nhé. Thank you.